Em xin chào tất cả các anh em và shop đồng hồ Dũng Hoàng. Em ngày hôm nay có gửi đến tất cả các anh em 30 sản phẩm là 30 chiếc đồng hồ cực kỳ giá trị, đều là những mẫu đồng hồ cổ vintage. Nó sản xuất vào những năm 1960 đến 1970, còn nguyên zin nguyên bản, và những chiếc đồng hồ này shop em sưu tầm được và gửi đến tất cả các anh em. Và anh em nào lần đầu biết đến kênh của em thì hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng của chuông để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều biết đến. Và shop em thì bán hàng dựa trên cái niềm tin, cái tâm của mình, và anh em nào lần đầu giao lưu ấy thì cũng sẽ sau cũng sẽ biết và cũng hiểu. Và đây là một cái thẻ cạp của shop em, đồng hồ Dũng Hoàng Vintage Quất, và phía sau thì có Zalo này, YouTube này, Facebook này, TikTok này và địa chỉ của shop em. Và anh em nào lần đầu biết đến thì cách thức mua hàng cũng rất là đơn giản thôi. Anh em chốt sản phẩm và gọi kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và đây là cái thẻ bảo hành của shop em. Tất cả những chiếc đồng hồ của shop em bán ra thì được bảo hành từ 6 đến 12 tháng. Những mẫu sản phẩm dưới 10 triệu thì shop em sẽ bảo hành 6 tháng. Còn lại trên 10 triệu thì shop em sẽ bảo hành 12 tháng về tất cả các lỗi kỹ thuật nha. Và tất cả các tiêu chí ở trong thẻ đều có anh em ạ. Và anh em cùng chuẩn bị vào những cái sản phẩm em giới thiệu, và 30 mẫu sản phẩm này cũng đều là những chiếc đồng hồ giá trị vintage anh em nhé. Và anh em ở xa thì có thể chuyển khoản cọc cho em 20% thì em sẽ gửi hàng và anh em kiểm tra hàng, nhận để kiểm tra và cùng thanh toán anh em ạ. Và chiếc đồng hồ đầu tiên em gửi đến tất cả các anh em đó chính là một bản Sekuda đến từ nước Nga, cực kỳ là đẹp anh em ạ. Một phiên bản độ zin, độ mới hoàn hảo với một cái dial nền mặt vàng mỡ gà, vàng óng anh em nhé. Chiếc Sekuda này thì nó sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ, và nó chạy với bộ máy cơ con lê dây 18 chân kính. Và chiếc Sekuda này thì có một cái nước vàng, vàng bọc 10 ao 10 vàng Nga thì anh em biết rồi, nó rất là giá trị và cũng rất là cổ điển tinh tế ấy, đúng zin tổng thể zin nguyên bản anh em nhé. Đáy được làm từ theo cũng còn rất là mới, và bản Sekuda này làm để xuất sang thị trường Anh, nước Anh anh em ạ, nên là nó là những cái dòng cao nhất của cái thương hiệu đồng hồ nước Nga. Đấy, em kết hợp với một sợi dây da bò đen, đấy, nó cùng tông màu với lại những cái cọc số sơn đen La Mã rất là tinh tế. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt là size 34.5 mm. Đấy, và em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ Nga này giá rất là hợp lý và zin nguyên bản anh em nhé. Đấy, nước vàng mới óng còn rất là sang trọng và đẹp. Anh em thấy không? Nên tay đúng đậm chất công sở. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 3 triệu 200 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ thứ hai là chiếc đồng hồ cũng đến từ nước Nga anh em ạ. Trong video này thì có hai chiếc đồng hồ đến từ nước Nga mang thương hiệu Pakema. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ hàng nót, độ mới phải 99% anh em ạ. Đấy, sưu tầm được những chiếc đồng hồ này không phải đơn giản anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép. Và chiếc Pakema này có một cái dial nền mặt khác với chiếc trước, nó màu vàng óng, thì chiếc này là trắng zin, trải tia phát sáng rất là tốt. Đấy, anh em nào mà sưu tập cũng rất là hợp lý anh em ạ. Đấy, nước vàng còn mới bóng và không có một cái nét thời gian nào anh em nhé. Đấy, đáy được chuyện và nó có những cái thông số rất là đẹp, giá cũng cực kỳ hợp lý cho anh em chơi chiếc này nhá. Độ mới phải tầm 99%, anh em mua chơi sử dụng cũng được, mà mua cho biếu tặng cũng rất là hợp lý. Size mặt là size 34 mm, và em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Cái nước vàng của nó cực kỳ sáng và nó bắt sáng rất là tốt anh em nhá. Các con số nổi đấy, rất là hài hòa, đơn giản và tinh tế. Đấy, mùa hè đến rồi anh em diện quần áo hóa sơ mi rất là hợp lý. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 3 triệu đồng anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ ba là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, và chiếc này cực kỳ đẹp anh em ạ. Đây là một chiếc đồng hồ Certina được mệnh danh là Omega của châu Âu anh em ạ. Chiếc Certina này thì được chạy với bộ máy cơ con lê dây, được sản xuất vào những năm 1960. Chiếc đồng hồ này điểm nhấn đó chính là một cái nền mặt nó làm hiệu ứng 3D phát sáng cực kỳ tốt, và khung vỏ bọc vàng. Đấy, anh em thấy không? Cái nền mặt cực kỳ đẹp, phát sáng, nó rất là long lanh. Đấy, zin 100% anh em nhá. Đúng zin, có logo chữ C, biểu tượng của cái thương hiệu Certina này. Và cái dòng Certina này nó làm kiểu dáng vàng đúc ấy, thì nó cũng cái thiết kế kiểu như này thôi anh em ạ. Nó đơn giản nhưng mà chiếc này giá cực kỳ hợp lý anh em nhá. Đấy, nền tay cũng sang trọng. Và chiếc Certina này thì cái hiệu ứng đấy anh em thấy không? Phát sáng rất tốt, và đáy được làm từ thép. Đây là cái phiên bản kỷ niệm anh em ạ. Một cái phiên bản kỷ niệm cái thời kỳ đấy. Và chiếc Certina này thì pin piston một
190. Cái dòng này cũng là một cái dòng khá hiếm. Size mặt là size 34 anh em nhá. Lên tay cực kỳ sang trọng và em kết hợp với một sợi dây da bò đen Satina. Lên tay cực kỳ sang trọng và giá chiếc đồng hồ này cực kỳ hợp lý anh em ạ. Giá em đang giao nên là 3.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ tư đó chính là một chiếc đồng hồ Bulova rất nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này cực kỳ độc đáo với bốn chân càng đủ ích, với nước vàng bọc còn rất là mới và sáng. Chiếc Bulova này chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay và được sản xuất vào những năm 1960. Và chiếc này cũng giá cũng cực kỳ hợp lý anh em ạ, zin 100% anh em nhé. Núm zin có chữ Bulova, đáy được làm từ thép còn mới và chưa qua spa làm lại, giá siêu hợp lý. Nước vàng bọc còn cực kỳ đẹp. Đấy, một cái dial nền mặt trắng zin, các cọc số nổi vàng cùng với tông màu của cái bộ kim. Đấy, em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng rất là sang trọng anh em ạ. Và chiếc Bulova này thì điểm nhấn đó chính là bốn chân càng rất là điệu, độc đáo đấy anh em ạ. Và nó chạy với bộ máy tự động nữa nên là cũng giá cũng hợp lý để tất cả các anh em mua chơi cho biếu tặng. Size mặt là size 33.5. Nên tay để tất cả các anh em cùng xem chiếc Bulova chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ và còn mới, độ mới còn rất là cao, nên tay sang trọng. Và chiếc đồng hồ này thì em đang giao lưu là 3.800.000 đồng anh em nhé. Một cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em nào muốn mua, sưu tầm cũng như mua cho biếu tặng anh em ạ. Chiếc đồng hồ thứ 5 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Phê Phách. Cái thương hiệu hiệu này cũng rất là ít có tại trường Việt Nam và nó rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài, được tất cả các bác Tây săn đón sở hữu rất là nhiều. Và chiếc Phê Phách này thì cũng có một cái hiệu ứng ánh sáng 3D phát sáng rất là tốt, nền mặt trắng rất là tinh khôi, đơn giản và tinh tế. Đấy, có một cái trục tung hoành. Đấy, em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh rất là tôn và có một vị trí lệch góc 3 giờ các cọc số nổi anh em ạ. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là một cái niềm benzen làm khí ở bông cực kỳ là đẹp. Size mặt là size 34 mm, chuẩn size vintage anh em nhá. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc Phê Phách này thì có một cái giá cũng rất là hợp lý và lên tay cực kỳ là vintage anh em ạ. Đấy, cái dây bộ dây xanh nữa kết hợp với mặt trắng. Đấy, giá em đang giao đi là 4.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 6 cũng là một chiếc đồng hồ chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ và cũng rất là ít có, mang hiệu Hutana. Chiếc đồng hồ này thì độ mới còn rất là cao và có một cái bốn chân càng dài Hutana, chạy với bộ máy cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960, có một vị trí lệch và nền mặt trắng, thiết kế rất là đơn giản và tinh tế. Nó chạy với bộ máy cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Và nước đáy còn triện những cái thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này và em kết hợp với một sợi dây da bò đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size mặt cũng cơ bản là chuẩn vintage size 34. Em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Chiếc Hutana lên tay cực kỳ sang trọng và tinh tế cổ điển. Chiếc đồng hồ này thì giá cực kỳ hợp lý anh em nhé. Giá em đang giao lên là 4.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 7 là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Lux. Thương hiệu này cũng cực kỳ ít có tại trường Việt Nam và cái chiếc đồng hồ này có một cái kính nút rất là độc đáo, zin nguyên bản anh em nhá. Cái kính mica nhựa mà nó còn nguyên bản như này thì chứng tỏ chiếc đồng hồ phải là được lưu giữ, được cất tủ và độ mới rất là cao anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ con lên dây, khung vỏ bọc vàng, đáy được làm được thép còn mới anh em nhá. Cái nền mặt trắng zin trải tia bắt sáng rất là tốt và có một vị trí lệch nhìn rất là đẹp anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc lock này chạy với bộ máy cơ con lên dây 21 chân kính. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt là size 33.5 và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này chân càng dài nên là nên rất là ôm tay. Chiếc đồng hồ này thì em cũng đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ thứ 8 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Veranza. Thương hiệu này cực kỳ ít có tại trường Việt Nam và ở bên nước ngoài nó cũng rất là nổi tiếng. Veranza với một cái thiết kế dáng vintage và một cái nền mặt vàng mỡ gà vàng au anh em ạ. Khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép, cũng còn mới zin nguyên bản anh em nhé. Anh em chơi đồng hồ cổ phải chơi những cái chiếc đồng hồ mà nguyên zin nguyên bản như thế này nó mới giá trị anh em ạ. Veranza, cái nước vàng ở cái nền mặt nhìn nó rất là đẹp và nó bắt sáng rất là tốt. Và em kết hợp với một sợi dây da bò. Chiếc đồng hồ này thì các cọc số nổi, bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Và size mặt là size chuẩn 34 anh em nhé. Và giá em đang giao lưu cũng rất là hợp lý thôi. Đấy, em lấy tay để tất cả các anh em cùng xem. Sang trọng chưa anh em? Rất là đơn giản tinh tế. Và chỉ có đồng hồ cổ mới có thể làm được thôi, chứ còn đồng hồ đời mới thì không thể anh em ạ. Giá em đang giao lưu 4.500.000 đồng.
Đồng hồ thứ 9 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ độ mới cũng rất là cao anh em ạ, mang thương hiệu Mivane. Chiếc đồng hồ này có một cái dáng viên kết cực kỳ là đẹp và một cái dial nền mặt nó làm khác tất cả các nền mặt trắng khác, bởi vì cái hiệu ứng ánh sáng của nó cực kỳ tốt anh em ạ. Nó chạy với bộ máy cơ con lên dây được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép, cũng dinh mộc nguyên bản, bộ ba kim hoạt động mượt mà. Đấy, nước vàng còn cực kỳ mới và bóng sáng anh em nhá. Cũng có một cái nét thời gian nào, đấy được làm từ thép. Này độ mỏng còn hoàn hảo nữa anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò đen, tôn lên cái vẻ mặt trắng cực kỳ sáng. Và size mặt là size 34.5 anh em nhá. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này thì giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi và sử dụng. Anh em thấy không, nên tay sáng sang, giá lại còn hợp lý nữa, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy, chiếc đồng hồ này thì em đang giao niêm là 4.500.000 đồng, anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay. Và chiếc đồng hồ thứ 10 là một thỏi vàng anh em nhá. Nó em trêu vậy thôi, nó là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và một cái dial nền mặt, nó làm lấy ý tưởng từ một thỏi vàng 4 số 9 anh em ạ. Và thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng, Esman. Và chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lê dây anh em nhá. Nó sản xuất vào những năm 1960. Đấy, khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép. Và chiếc đồng hồ dáng tanh cực kỳ cổ điển và nam tính. Đồng hồ cổ ấy, thực ra là rất là ít có những cái chiếc đồng hồ dáng tanh mà tanh đẹp anh em ạ. Đấy, nó toàn kiểu tròn, kiểu bầu. Nhưng mà kiếm được những chiếc đồng hồ dáng tanh đẹp và cái dáng nó sang trọng đúng kiểu dáng tanh như này thì cực kỳ là ít có. Và một cái dial nền mặt kiểu cái ý tưởng của thỏi vàng 4 số 9 cũng rất là độc đáo, vậy gần như là kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai tại trường Việt Nam mình cực kỳ khó anh em ạ. Size mặt là size 25x30 và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem ướm cái cổ tay của em. Cổ tay của em 17.5 anh em nhá, nên cực kỳ sang trọng và tinh tế cổ điển. Và giá của chiếc đồng hồ này cũng cực kỳ hợp lý, giá có 3.900.000 đồng thôi anh em ạ, trong một chiếc đồng hồ chính hãng rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ thứ 11 là một trong những cái phiên bản đồng hồ rất là ít có tại trường Việt Nam, mang thương hiệu Baylor. Và chiếc đồng hồ này độ mới về 99% anh em ạ, gần như là một chiếc đồng hồ zin new để tủ và lưu giữ đến bây giờ anh em nhá. Độ mới nó nhìn những cái chiếc đồng hồ mà chưa spa làm lại nhìn nó rất là tinh tế và nhìn nó rất là sâu anh em ạ. Chiếc Baylor chạy với bộ máy cơ con lên dây được sản xuất vào những năm 1960. Đấy, núm zin, đấy cũng là đáy làm được thép, vẫn còn chưa có spa nguyên bản anh em nhá. Nước vàng còn rất là mới và đẹp. Chiếc Baylor này thì có một cái dial nền mặt vàng, vàng nhưng mà vàng mỡ gà nhẹ. Có một vị trí lệch, anh em thấy bộ kim của nó, kim còn sáng, chứng tỏ là nó chưa nhổ kim, còn rất là mới và lưu giữ cực kỳ là giá trị anh em ạ. Và cũng em cũng rất là có duyên mới sưu tập được những chiếc đồng hồ này. Size mặt là size 34mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh cực kỳ là vintage. Anh em thấy không? Nên tay sang trọng và rất là tinh tế anh em nhá. Chiếc đồng hồ này thì giá cũng rất hợp lý thôi. Cho anh em mua những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, giá em đang giao đến 5.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 12 là một trong những cái chiếc đồng hồ đồng xu với một cái biểu tượng đại bàng. Và anh em biết biểu tượng này là biểu tượng gì không ạ? Đây là quốc huy của Hoa Kỳ. Và đây là một cái phiên bản đồng hồ pin chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em ạ. Với một cái nền mặt làm từ bạc đúc 925 và có mạ thêm vàng 24K. Nhìn cái nền mặt vàng ở trên cái đồng hồ này cực kỳ là bóng và sáng anh em nhá. Chiếc đồng hồ này thì hai kim rất là tiện lợi, và pin ấy anh em dùng ấy thì nó cũng rất là dễ thôi. Nếu hết pin thì anh em thay thôi. Pin thì chỉ có 20-30 nghìn một cối thôi, anh em sử dụng thoải mái. Và chiếc đồng hồ pin cổ cực kỳ là sang trọng, size mặt là size 33mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Rất là ít có trong bộ sưu tập của mình những cái chiếc đồng pin cổ anh em nhá. Mà hơn thế nữa, nó có một cái cánh chim đại bàng cực kỳ quốc huy của Hoa Kỳ, cực kỳ độc đáo. Và chiếc đồng hồ này em đang giao niêm là 5.500.000 đồng. Chiếc đồng hồ thứ 13 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ cực kỳ là ít có tại trường Việt Nam, độ mới cực kỳ cao anh em nhá, mang thương hiệu Baylor. Cái thương hiệu này cực kỳ là anh em muốn sưu tập cũng không có đâu anh em ạ, bởi vì nó cực kỳ hiếm có. Chiếc đồng hồ này độ mỏng hoàn hảo, nó chạy với bộ máy cơ con lên dây và một cái độ mới phải tầm 98-99%. Núm zin có logo, khung vỏ bọc vàng toàn thân, nước vàng cực kỳ bóng và sáng. Baylor
Anh em thấy không? Cái bộ kim này với lại cọc số với lại cái khung vỏ nó cùng tông màu nhau. Nó cực kỳ đẹp anh em nhá. Phải nói thiết kế của Thụy Sĩ cực kỳ là nó vẫn là số 1 về cái ngành sản xuất chế tác đồng hồ của thế giới. Và chiếc đồng hồ này có size mặt là size 34.5. Và em lên tay để tất cả các anh cùng xem. Anh em thấy không? Đeo những chiếc vintage này ra ngoài thì còn gì phải bàn cãi nữa. Và anh em ngồi trà đá thì ai cũng phải hỏi, ai cũng phải chăm chú vào chiếc đồng hồ mình đang đeo. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 5 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 14 là chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ với một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và cũng không xa lạ gì với anh em, mà thương hiệu T-shirt. T-shirt đời mới thì rất là nhiều, nhưng kiếm được những chiếc đồng hồ T-shirt đời cổ như này cực kỳ khó anh em ạ. T-shirt với một cái dáng quân đội hình phi thuyền cực kỳ là độc đáo anh em nhé. Đấy, được làm từ thép. Chiếc đồng hồ này thì hồi xưa ấy Thụy Sĩ sản xuất ra cho những nước mà đặt làm để dành cho những cái vị tướng lĩnh trong quân đội cực kỳ giá trị. Và em kết hợp với một sợi dây rủ màu đen rất là tôn những cái và nó sang trọng cái dáng của chiếc t-shirt này, rất là khỏe khoắn và nam tính anh em nhé, cũng rất là ít có tại trường Việt Nam mình đấy anh em ạ. Và bộ máy của nó thì tuyệt vời anh em ạ. Size mặt là size 35 mm, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Dáng cực kỳ là khỏe khoắn và nam tính, và cỗ máy thì bền bỉ với thời gian, nguyên zin nguyên bản, chưa có làm lại spa gì cả, núm zin tổng thể zin hết. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lên là 5 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc đồng hồ thứ 15 là một chiếc đồng hồ hình quả trứng cực kỳ độc đáo anh em ạ, mang thương hiệu Marvin, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Và chiếc đồng hồ này cũng zin 100% anh em nhá. Một cái dial thiết kế sang trọng tinh tế, và cái dáng này cũng nhiều các bác các anh các chị đều thích những cái dáng quả trứng như này, bởi vì là những cái form độc lạ rất là ít có. Và chiếc Marvin này cũng là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng anh em nhá, với một cái khung vỏ bọc vàng này, đáy được làm từ thép và núm zin. Chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay, và tổng thể cũng zin nguyên bản 100%. Giá cũng cực kỳ hợp lý cho tất cả các anh chị sưu tầm. Chiếc đồng hồ này được em kết hợp với một sợi lắc kê vàng cùng tông màu với cái khung vỏ anh em nhé, automatic, và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Cái nền mặt trắng ấy nó trải tia phát sáng, nó làm hiệu ứng phát sáng cực kỳ đẹp anh em nhé. Size mặt là size 36.5 mm, cực kỳ là lớn. Và em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem này. Lên tay phải nói là cực kỳ khỏe khoắn và nam tính, rất là đẹp anh em nhé. Marvin đấy, hội tụ tất cả những cái nét đẹp riêng và độc đáo không ai có anh em ạ. Và giá chiếc đồng hồ này em đang giao lên là 4 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 16 là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Jovial. Thương hiệu này cũng rất là ít có, và cực kỳ lâu rồi em mới sưu tầm được một chiếc đồng hồ với một cái logo chữ G và đôi cánh. Thương hiệu Jovial này là một trong những cái thương hiệu mà lâu đời tại Thụy Sĩ anh em nhé. Nó phải trông thế thôi nhưng mà nó phải mạnh cũng như ngang ngửa với Longines và Omega. Thương hiệu này thì có một cái thiết kế cực kỳ độc đáo và sang trọng. Khung vỏ bọc vàng đấy được làm từ thép và có một cái logo của cái thương hiệu Jovial này. Nền mặt vàng mỡ gà óng, nó làm giống với lại cái tông màu của cái khung vỏ cực kỳ sang trọng anh em nha. Có một vị trí lệch các cọc số nổi, và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ con lên dây, chạy hoạt động rất là chuột xác anh em ạ. Đấy, nguyên zin nguyên bản, núm còn zin có chữ G và đôi cánh. Phải nói là giữ gìn được chiếc đồng hồ này không phải đơn giản anh em ạ. Size mặt là size 34 mm, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, chiếc đồng hồ này lên tay rất là sang trọng đấy, anh em ạ. Đấy, nó bóng nhẫy, cái nền mặt vàng hiệu ứng nó làm cực kỳ là tốt. Và chiếc đồng hồ này thì là một trong những cái hiệu hiệu mạnh, nên là giá ở bên nước ngoài không hề rẻ anh em ạ. Giá em đang giao lên là 7 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 17 là một chiếc đồng hồ phải nói là cái hiệu rất là nổi tiếng, và cái thiết kế giống như những chiếc đồng hồ Giang Đô Quân Chê với một cái thiết kế núm ở phía sau đáy. Và chiếc đồng hồ này em đang giới thiệu là chiếc đồng hồ buông mắc, và chiếc đồng hồ này cực kỳ là nhiều những cái nét đẹp và kỷ niệm anh em nhé. Ở khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép, và nó chạy với bộ máy cơ con lên dây, một cái nền mặt đen bao công zin nguyên bản. Đấy, anh em thấy không? Nhìn thấy nó đã không có một cái vết nào rồi, nghĩa là chiếc đồng hồ này được giữ gìn cực kỳ cẩn thận, nước vàng còn đẹp. Và vua mắc 2000 có một vị trí lịch, và điểm nhấn độc đáo nhất của chiếc đồng hồ này đó chính là ở cái chữ vua mắc ấy, nó có một cái chấm, cái logo có một cái dấu vuông ấy, nó triện, và đấy là cái tên của người mà lần đầu tiên mua và sử dụng chiếc đồng hồ này anh em nhé.
cực kỳ độc đáo, phải nói là quá hiếm cho một chiếc đồng hồ mà có nhiều những cái kỷ niệm như thế này, rất là ít có. Và size mặt là size 34 mm, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Rất là hợp lý, lên tay rất là sang trọng và nó cổ điển anh em ạ. Chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 6.500.000 đồng. Chiếc đồng hồ thứ 18 cũng là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Vomac anh em nhá. Hôm nay em sưu tập được hai chiếc đồng hồ của cái thương hiệu Vomac, chiếc kia đen, chiếc này trắng Vomac. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ con lê dây, được sản xuất vào những năm 1960. Cái đai nền mặt trắng nhìn nó rất là hút anh em ạ, các cọc số nổi, một vị trí lệch góc 3 giờ, bộ ba kim hoạt động mượt mà. Và chiếc Vomac này thì độ mới còn rất là cao anh em ạ, đấy, núm zin, tổng thể zin hết anh em nhá. Vomac là một trong những cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, và anh em ở Việt Nam mình mà sưu tập những cái chiếc đồng hồ này không phải đơn giản anh em nhá, cực kỳ khó, độ mới còn rất là cao. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh, phải nói là cực kỳ hiếm anh em ạ. Đấy, màu xanh này nhìn nó xanh đậm, nhìn nó rất là sang. Size mặt là size 34.5 mm, độ mỏng nó khoảng 10 mm, và em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Vua mắc trên đồng hồ này nên cực kỳ sang trọng và cái dây xanh nghe rất là hiếm có. Và chiếc đồng hồ này thì em đang giao lưu là 5 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ thứ 19 là một trong những cái chiếc đồng hồ độ mới phải tầm 98-99% mang thương hiệu Montine. Chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lê dây, được sản xuất vào những năm 1960. Anh em chơi đồng hồ vintage là vậy, ngắm những cái chiếc đồng hồ dáng công sở vintage như thế này, anh em nào cũng có thể đeo được và mua sưu tầm, giá cũng rất hợp lý để đeo thay đổi. Đấy, khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép, còn mới sáng, nguyên bản, nguyên zin. Và cái nước vàng cũng như là cái nền mặt của nó không có một cái nét thời gian nào anh em ạ, mới zin nguyên bản và nó chạy hoạt động rất là mượt mà và chuẩn xác. Size mặt là size 34.5 mm và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Phải nói là một chiếc đồng hồ cực kỳ sang trọng, nam tính và nó vintage công sở, giá cũng cực kỳ hợp lý đấy anh em ạ. Chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 4 triệu 800 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 20 là một chiếc đồng hồ chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ, độ mới phải tầm 99%, mang thương hiệu Sievaliso. Cái dáng thiết kế của nó cực kỳ là độc đáo và tinh tế, nó giống như những chiếc Universal Sievaliso. Cái nước mặt của nó anh em thấy không, trắng, trải tia bắt sáng rất là tốt, khung vỏ bọc vàng còn mới và đáy được làm được thép còn mới, kính con đương nhiên là máy nó sẽ rất là mới anh em nhá. Sievaliso chạy với bộ máy lê dây, được sản xuất vào những năm 1960. Và chiếc đồng hồ này thì phải nói là cũng rất là ít có tại trường Việt Nam mình, sưu tập được cũng không đơn giản anh em ạ. Đấy, nó được em kết hợp với một sợi dây da lộn bò rất là vintage, size mặt chuẩn size 35 mm, và em lên tay tất cả các anh em cùng xem. Chiếc Sievaliso này thì lên tay cực kỳ sang trọng, tinh tế, và anh em nhìn thấy không, nó rất là sáng, nó thanh lịch, cổ điển, và em đang giao lưu là 5 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc đồng hồ thứ 21 là chiếc đồng hồ mang thương hiệu Goubenlin. Thương hiệu này anh em chắc chắn là chưa biết đến bởi vì nó cực kỳ ít có. Goubenlin ở bên nước ngoài ấy, thì thương hiệu này mạnh hơn cả Omega, Longines, T-shirt hay là tất cả những cái thương hiệu khác. Nó là cái nhà máy sản xuất ra những cái nó kết hợp và sản xuất ra những cỗ máy dành cho Patek Philippe và Vacheron và những cái thương hiệu top đầu của thế giới. Đấy, chiếc đồng hồ được em sưu tầm, nó chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay anh em ạ, khung vỏ bọc vàng và đáy được làm được thép, zin 100% anh em nhá, chưa có spa làm lại bất cứ cái gì cả, đơn giản tinh tế và không kém phần sang trọng. Nó là một trong những chiếc đồng hồ phải nói là sưu tầm được cũng rất là khó anh em nhá, size chuẩn size 35 mm, lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ kết hợp với một sợi dây da đen làm nổi bật lên cái nền mặt màu trắng cực kỳ là sang trọng, Goubenlin. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 9 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 22 là một chiếc đồng hồ Orit anh em ạ. Anh em biết đến cái thương hiệu Orit này ở đời mới rất là nhiều, nhưng mà kiếm được những chiếc đồng hồ Orit cổ cực kỳ là khó anh em nhá. Và chiếc đồng hồ này này bọc vàng hồng và nó là một trong những cái phiên bản rất là đáng được sưu tầm. Nước mặt trắng zin, trải tia bắt sáng rất là tốt, khung vỏ zin 100% và chưa có spa làm lại gì cả, còn nguyên zin nguyên bản, chạy hoạt động cũng rất là chuẩn xác. Nước vỏ bọc vàng còn mới, các cọc số 369 và 12 là các cọc số học trò làm phá cách, còn lại các cọc số nổi.
trên cái nền mặt trắng của nó, zin nhìn nó đã lắm anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì điểm độc đáo đó chính là độ mới cao này, và nó dáng của nó dáng công sở, dáng thanh lịch và rất là vintage. Và size mặt là size 3, size 33.5 mm, chuẩn size vintage xưa anh em nhá. Và chiếc đồng hồ với một cái dáng cũng phải nói là nó bốn chân càng nó làm rất là điệu, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc Oris cổ hộ phải nói là gần như là không có một cái nét thời gian nào cả, rất là đẹp. Nên tay rất là thanh lịch và em đang giao lưu là 7.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ 23 là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, và thương hiệu này lâu đời nhất của thương hiệu Thụy Sĩ anh em ạ, với một cái logo cát và thương hiệu là Phanen Leoba. Chiếc đồng hồ phải nói là zin nguyên bản anh em nha, từ bên nước ngoài về, cả một bộ dây tây nữa. Phải nói là chiếc đồng hồ này xứng đáng và cũng rất là đáng để sưu tầm, giá thì lại hợp lý. Đấy, nó chạy với bộ máy cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ bọc vàng. Và anh em thấy không, một cái thiết kế dial nền mặt trắng zin nguyên bản, có một vị trí lệch góc 3 giờ, và bộ khung vỏ của nó nhìn nó làm rất là bầu, nhìn nó cũng rất là khỏe khoắn và nam tính. Các cặp số nổi đấy, anh em thấy không, chiếc Phanen Leoba này phải nói là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là hiếm có và ít có tại trường Việt Nam mình. Size mặt chuẩn size 35 mm, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem cái dáng của chiếc Phanen Leoba này, một trong cái thương hiệu mà lâu đời nhất của thế giới của dòng đồng hồ Thụy Sĩ anh em ạ. Và giá của nó cũng cực kỳ hợp lý, chỉ có hơn 5 triệu thôi, giá là 5 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ thứ 24 là một trong những cái thương hiệu phải nói là anh em nào cũng biết đến nếu mà chơi đồng hồ cổ, mang thương hiệu Universal, thương hiệu là một trong những thương hiệu xếp top của thế giới. Và hôm nay em gửi đến tất cả các anh em một chiếc Universal chạy với bộ máy tự động khuy áo, được sản xuất vào những năm 1960. Anh em thấy không, khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép, và điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là bộ bốn chân càng, và nó làm khác biệt. Đấy, đúng zin, chiếc đồng hồ này zin 100%, gần như là không có spa gì cả, đáy được làm từ thép và cái độ ánh sáng hiệu ứng nó làm cực kỳ tốt. Và các con số đồng ấy nhìn nó rất là đơn giản tinh tế anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp một sợi dây da Ý anh em nhé, dây da thật, dây da Ý, phải nói là nó nên cùng tông và nhìn nó rất là sang với chiếc đồng hồ này Universal với bốn chân càng, phải nói là hiếm có và gần như là độc nhất tại trường Việt Nam. Anh em gần như là không có thể tìm được chiếc thứ hai tại trường Việt Nam mình đâu, ít có lắm anh em ạ. Size mặt là size 34.5, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không, cái dáng của cái bộ bốn chân càng này phải nói cực kỳ thanh lịch và rất là cổ điển. Thương hiệu này mạnh nữa, Universal Geneva, thương hiệu này rất là ít có và giá em đang giao lưu là 16 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc đồng hồ thứ 25 là một trong những cái thương hiệu rất là ít có tại trường Việt Nam, mang thương hiệu Victory anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái dáng thiết kế vuông bầu, nhìn nó rất là đẹp. Victory có nghĩa là chiến thắng, và chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lê dây, được sản xuất vào những năm 1960. Chiếc đồng hồ với một cái nền mặt vàng nhẹ, nhìn nó rất là sang trọng, và bộ máy thì hoạt động rất là mượt mà và chuẩn xác. Thiết kế hai kim hoàng gia, size mặt là size vuông 0,33, nên tay size tròn nó khoảng 34.5 mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không, lên tay cực kỳ vintage, và cái dáng này cũng cực kỳ là ít có tại trường Việt Nam mình, không có nhiều đâu anh em ạ. Nên là anh em mà muốn mua chiếc đồng hồ này thì anh nhanh tay, giá cũng rất là hợp lý thôi, 4 triệu 200 nghìn đồng. Chiếc đồng hồ thứ 26 là một trong những cái thương hiệu hoàng gia đến từ Thụy Sĩ, mang thương hiệu Juvenia. Chiếc đồng hồ này thì có một cái nét hoài cổ riêng biệt. Anh em thấy không, Juvenia với bốn chân càng nó làm kiểu bốn chân càng đuôi ích và càng gãy, nhìn nó rất là tinh tế. Juvenia thiết kế rất đơn giản anh em nhá. Đấy, cũng bỏ bọc vàng toàn thân. Đáy thì có chuyện cái chữ Juvenia logo con sư tử. Và anh em thấy không, nó không cầu kỳ ở trong cái thiết kế nền mặt. Chiếc đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây lắc cây vàng, nhìn nó cùng tông màu với chiếc Juvenia này, nên tay cực kỳ sáng tay và giá cũng rất là hợp lý rồi. Cơ con lên dây, cỗ máy cũng rất là bền bỉ. Những cái thương hiệu này thì cỗ máy của nó cực kỳ đẹp anh em ạ. Size mặt lên tới 36 mm, một cái size cũng cực kỳ to. Em lên tay tất cả các anh em cùng xem. Juvenia nước vàng rất là đẹp anh em nhé.
Và chiếc đồng hồ này thì giá cũng rất là hợp lý, em đang giao niên là 5 triệu 800 nghìn đồng. Chiếc đồng hồ thứ 27 là một trong những chiếc đồng hồ phải nói cực kỳ đẹp, mang thương hiệu Bucherer, top 10 thế giới anh em nha. Chiếc này đồng hồ Bucherer chạy với bộ máy tự động, và đây là một cái dáng đờ mi cực kỳ là sang trọng và tinh tế. Chiếc Bucherer này thì có một cái đeo nền mặt vàng, nó cùng tông màu vàng với này cái niềng, đẹp lắm anh em ạ. Chiếc đồng hồ nguyên zin 100%, nó kết hợp với một sợi dây chun giống như những cái dây vảy rồng. Các cọc số nổi có một vị trí lịch tiện lợi, chạy rất là chuẩn xác anh em nhé. Chiếc đồng hồ này nó có thể chống nước được 10 ATM, đáy nó có chuyện khắc đấy, tí nữa anh em được chiêm ngưỡng đấy, đáy nó có chuyện khắc là 10 ATM. Chiếc đồng hồ này thì kín cả đáy, rất là dày dặn và nam tính. Phải nói là đây cũng là lần đầu tiên em mới sở hữu được một chiếc Bucherer đẹp như thế này. Giá thì cũng cực kỳ hợp lý, thương hiệu top 10 của thế giới anh em nhé. Không phải đơn giản đâu anh em ạ. Và một cái thiết kế phải nói là bất hủ, đời mới bây giờ làm sao mà có thể thiết kế ra được những chiếc đồng hồ mà đẹp như thế này được anh em. Mà đấy, size vuông của nó 35 nhá, nên tay size tròn nó phải 39mm. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Phải nói là cực kỳ khỏe khoắn và nam tính. Chiếc đồng hồ không có nhiều trên thị trường, anh em thấy không, sang trọng cực kỳ luôn. Cái nền mặt của nó phải nói là nhìn đã lắm anh em ạ, gần như là mới tinh anh em nhá. Giá em đang giao lưu là 8 triệu 800 nghìn đồng. Đồng hồ thứ 28 đó chính là một chiếc đồng hồ Titoni cực kỳ đẹp. Titoni độ mới về tầm 99%, gần như là xuất xưởng anh em ạ, mà gần như là người ta không sử dụng. Nó bóng nhẫy và zin nguyên bản anh em nhé. Chiếc đồng hồ này có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt của một anh bạn của em ở bên nước ngoài. Và anh có hai chiếc Titoni, một cái chiếc Titoni 25 chân kính và một chiếc 57 chân kính. Anh ấy kỷ niệm em một chiếc đồng hồ này, và anh ấy chơi, anh ấy nghịch, anh ấy thì, kiểu thay bộ máy của chiếc Titoni 57 chân kính thay sang chiếc 25 chân kính này, bởi vì là cái khung vỏ của nó đẹp hơn đấy. Thì anh ấy thay sang và anh ấy đã sử dụng, và đây chính là chiếc đồng hồ 25 chân kính, và cỗ máy đã được anh thay một bộ máy chính hãng Titoni 57 chân kính. Anh em biết rồi, các bộ máy nào mà nó càng nhiều chân kính hơn thì chạy nó cực kỳ là chuẩn xác hơn, nên là anh ấy thay sang. Phải nói là đây là một chiếc đồng hồ hội tụ cái nét đẹp riêng biệt mà chỉ những cái người sưu tầm người ta mới có thể nghĩ ra, và người ta có thể sưu tầm được những cái chiếc đồng hồ mà còn đẹp nhẫy nhụa, mà còn đẹp nguyên bản như thế này. Kính Meca còn zin có nút, một chiếc Titoni, một cái logo, cái bông hoa rất là đẹp. Anh em thấy không? Gần như là không có một cái nét thời gian nào hiện hữu trên một cái chiếc Titoni 60 tuổi rồi, như một hoa khôi cực kỳ là đẹp của thời gian. Em lên tay, size là size 35mm anh em nhá. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Kiếm ra đâu ra được một chiếc Titoni mà còn đẹp mà cổ xưa như thế này nữa, cực kỳ khó anh em ạ. Gần như là ở thị trường Việt Nam mình không có đâu. Titoni cũ thì có, nhưng mà kiếm được những chiếc mới như này gần như không có. Và giá em đang giao lưu cũng rất là hợp lý anh em ạ, 15 triệu 500. Và chiếc đồng hồ thứ 29 là một trong những cái phiên bản Caster. Chiếc đồng hồ này độ mới về tầm 99% anh em ạ. Gần như là một trong những cái chiếc đồng hồ sưu tập. Và anh em thấy không? Một cái chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lên dây kim rốn anh em nhá. Nền mặt của nó làm hiệu ứng hình lốc xoáy, cực kỳ là hiếm có tại trường Việt Nam mình, và gần như là không có nhiều tại trường Việt Nam mình đâu anh em ạ. Kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai cũng cực kỳ khó đấy, nó mới phải tầm 99%, không có nhiều trên thị trường đâu. Gần như là một chiếc đồng hồ cổ mà như một chiếc đồng hồ xuất xưởng, phải nói là họ giữ gìn sao nó còn đẹp như thế này đấy. Nước vàng không có một cái nét thời gian nào cả anh em ạ. Một chiếc đồng hồ phải nói là hội tụ quá nhiều nét đẹp, anh em thấy không, cái hiệu ứng lốc xoáy của nó làm quá tinh tế luôn. Và nó chạy với bộ máy lên dây 15 chân kính, các cọc số nhìn nó làm kiểu nhấn chìm rất là tinh tế và cổ điển. Em kết hợp cho nó một sợi dây da bò đen tôn lên cái vẻ mặt trắng, size mặt chuẩn size 35mm. Phải nói là một chiếc đồng hồ cực kỳ sang trọng và nam tính anh em nhá, không có nhiều đâu anh em ạ. Chiếc đồng hồ phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 10 triệu 500 nghìn đồng.
Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay là một trong những chiếc đồng hồ độc nhất và cũng là một trong những cái phiên bản kỷ niệm của cái ngành hàng không, của một cái thương hiệu Millard anh em, với thương hiệu Bucherer top 10 của thế giới anh em nhá. Thương hiệu Millard này thì rất là ít có tại trường Việt Nam mình. Và chiếc đồng hồ này, anh em thấy không, một cái hình máy bay kim đĩa nó đang bay trên bầu trời, nền mặt bao công zin tượng trưng cho một cái nền trời đen anh em nhá, và nó đang bay trong một không gian đêm đấy. Đấy là ý tưởng của nhà thiết kế, nhà sản xuất ra chiếc đồng hồ giá trị này, với một cái khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất vào những năm 1960, còn nguyên zin nguyên bản, chưa động chạm từ lúc sản xuất, khi mà từ bên nước ngoài gửi về là em đã sưu tầm và đây cũng chưa có ai sử dụng cả, nên là nó rất là giá trị. Bởi vì chiếc Millard này là một trong những cái chiếc Millard đĩa bay, anh em biết rồi, những cái phiên bản đĩa bay này Nhật Bản thì có chiếc Citizen Z thì nó mới có thôi, chứ còn Thụy Sĩ thì kiếm được những chiếc này phải nói là quá hiếm anh em ạ. Đấy, chiếc Millard Z-Star chạy với bộ máy cơ cót 21 dân kính, và anh em thấy không, nó rất là trầm, nó bay trên cái nền mặt đen bao công, nhìn nó phải nói là nó rất là huyền bí anh em ạ. Đấy, cũng zin 100% anh em nhá, size mặt chuẩn size 35mm, khung vỏ được bọc vàng, và em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào muốn sưu tầm và cũng như mua cho biếu tặng chiếc đồng hồ này phải nói là cực kỳ là tuyệt vời anh em ạ. Không có nhiều tại trường Việt Nam mình đâu, gần như là cũng chỉ có một mẫu duy nhất thôi anh em ạ, với một cái nền mặt đen bao công như thế này phải nói là quá hiếm. Một chiếc Millard được em sưu tầm về trưng bày, và giá em đang giao lưu là 38 triệu, dành cho anh em nào thực sự đam mê anh em nhá. Và vừa rồi em có gửi đến tất cả các anh em 30 chiếc đồng hồ, đều là những chiếc đồng hồ vintage giá trị mà cá nhân em sưu tầm về để gửi đến tất cả các anh em. Và tất cả những cái sản phẩm bên em bán ra, bên em cam kết rằng đều là những chiếc đồng hồ cổ chính hãng. Và anh em nào mà phát hiện ra hàng fake thì bên em sẽ hòa tiền 100% dành cho tất cả các anh em. Và shop em mua bán thì có thẻ bảo hành và có cả visit, nên là các anh em yên tâm để mua sử dụng. Và tất cả các sản phẩm bên em bán ra thì đều có những cái chính sách riêng, và anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được chiếc đồng hồ này. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và đã theo dõi video ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các anh em.